Vâng, Hoàng Zalo xin mến chào các bác ạ. Rất vui hôm nay lại gặp lại các bác trong video lần này. Lần này thì lâu lắm rồi em lại không lên những cái bộ xe pháo mã. Ngày hôm nay ngày mưa gió ảnh hưởng của bão thì em cũng lên một cái bộ nghe những cái dòng nhạc tâm trạng một chút. Bộ xe pháo mã gồm 77A, vâng ạ, kết hợp với 2000X là một trong dòng âm ly không thể thiếu được khi nói đến 77A. Đấy là những cái âm ly ghép phù hợp về cả chất âm và phù hợp về cả giá thành. Tiếp theo là đã nghe đăng cối thì không thể thiếu được những chiếc đầu băng cối đúng không ạ? Đó, hôm nay em đang ghép ở đây là một cái chiếc đầu băng cối hãng Tech, model là 6300. Đây là một trong dòng máy chạy băng 5, băng 7, băng 10, 2 chiều, 4 trách, auto reverse, được bán rất là chạy trong những cái những năm gần đây. Vâng ạ, được nhiều người biết đến. Đấy, chạy được cả băng 10. Mà giá tại thời điểm này thì nó cũng rất là hợp lý các bác nhá. Kể cả những cái sản phẩm như loa hay âm ly thì giá đợt này cũng rất là tốt theo đúng cái thời điểm. Đấy, theo đúng cái thời điểm hiện tại của những năm nay thì hôm nay em sẽ lên một cái bộ xe pháo mã như thế này, vì rất nhiều bác cũng đang muốn tìm một cái bộ xe pháo mã nó loanh quanh khoảng tầm 6-70 triệu đổ lại, thì ngày hôm nay em sẽ lên một cái bộ như thế này. Lát nữa thì em sẽ đọc cái mức giá và cũng như tổng từng từng thứ một, em sẽ đọc từng thứ một, sau đó là sẽ cộng nhẩm nó khoảng bao nhiêu để các bác có thể mua cả bộ, nếu bác nào chúng ta chơi cả bộ hoặc là chúng ta có thể mua từng món thì sẽ có giá của từng món một. Đó, vâng ạ, trước khi vào video này thì em cũng sẽ làm một cái video để test, mời các bác chúng ta cùng thưởng thức chất âm của cái bộ xe pháo mã mà em đã bán rất nhiều trong những năm vừa qua và cũng mấy năm về trước. Đấy, 677A âm ly 2000X và Tech 6300. Vâng ạ, xin mời các bác chúng ta cùng nghe nhé. Các bác nha. Và đây là chiều ngược. Đấy, vì máy là 2 chiều, mình sẽ test cho các bác. Để mong ước đến phút này mãi sau, dù xa nhau nguyện kỳ xe pháo mã này nó sẽ chơi rất là hay trong những dòng nhạc tiết tấu chậm, đó là những dòng nhạc thu âm trước năm 1975 như các bác vừa nghe đó, đã một cái chương trình thu âm trước năm 75 nó rất là mộc mạc, rất là chậm rãi. Vâng ạ, nó phù hợp với dòng nhạc chậm nên đó tại sao những cái dòng loa mắt võng mắt cáo nói chung các bác nhá thì nó thường hợp với những cái dòng nhạc chậm và nó thể hay hợp với những dòng nhạc băng cối thu âm trước năm 1975 là như vậy. Vâng ạ, và bây giờ để đi chi tiết từng sản phẩm một thì
Đầu tiên thì em giới thiệu đến cặp loa 77A trước nhé. Cặp loa 77A đây. Cặp loa thì anh yêu bác biết rồi, sở hữu một cái 4 đường tiếng, 4 loa, 4 đường tiếng ạ. Một siêu tép, một tép giấy, một trung và một bát 30. Màng là màng FB và vân vải. Đấy, thùng vách góc cạnh rất là đẹp luôn. Đấy, cái ê căng đây thì em cũng đã tháo ra đây. Và cũng lát nữa sẽ quay cho các bác kể cả phần tổng quát ê căng. Đấy, được chưa ạ? Ê căng này. Đó, ê căng này các bác nha. Rất là đẹp luôn này. Nét căng luôn. Được chưa ạ? Đó. Những dòng này thì các bác biết rồi. Nghe hay bày đẹp, đúng không ạ? Cổ. Đấy. Và chúng ta kết hợp với những nhà mà có nhiều đồ nội thất, nhiều đồ gỗ rất là đẹp. Sau đây mộc mạc nha các bác nha, hậu rất là mộc mạc, rất là đẹp. Công suất là 65W, điện trở kháng là 8 ohm, và có cả phần chỉnh check bass ở đây, chúng ta có thể chỉnh. Thông thường em sẽ để ở chế độ ở giữa nóc man cơ đấy, các bác nha. Cùng vách góc cạnh là đẹp, cân bằng đấy, không có bể, không có nở, không sứt nguyên bản gì ạ. Cặp này rất đẹp luôn ạ. Còn mùi thơm của đúng chất loa bên Mỹ về luôn ạ các bác nha, rất là thơm. Đấy. Tại sao bên Nhật không có? Vì tất cả những cái sản phẩm này đều xuất cho thị trường Mỹ, châu Âu hết. Thì đây là hàng xuất các bác nha, những dòng 77, 88, 99A đều là hàng xuất, bên thị trường Nhật không có những model này. Có nghĩa ý ạ. Nên là khi các bác mà đấu giá trên những cái trang như Yahoo của Nhật, các bác gõ những cái model này vào thì không bao giờ tìm ra được luôn ạ. Bởi vì sao? Thị trường của nó không phải là bên Nhật. Đấy. Vì đây là những dòng xuất, kể cả những dòng âm ly đấy, nó là đều hàng xuất. Chỉ có dòng đầu cối này nó là bên Nhật này. Chạy điện 100 thì nó là lấy điện bên Nhật. Đấy. Còn những cái dòng là đa cầu điện thì nó sẽ là xuất hàng xuất. Thì đây là chiếc thứ hai. Các bác nhìn này, rất là đẹp nha. Mét căng luôn. Đấy. Thùng vách góc cạnh này. Các chi tiết góc cạnh này. Không còn gì để phải bàn nữa các bác nhé. Đấy, các bác nhìn hậu này. Được chưa ạ? Hậu như thế này. Được chưa ạ? Không có CNC bả nha, hậu mộc nha, không có tút tát bả nha. Đấy, đúng hậu mộc luôn nha. Chất mộc này, không có bả, không có tút. Không có bả matit, không có tút lại nha. Đấy mới là hậu đẹp ạ. Còn nếu bả nó bóng rồi thì đấy là nó tuốt lại rồi thì giá trị nó sẽ không còn như thế nữa. Vâng ạ, chơi loa là chơi loa đã đẹp rồi là phải chơi loa nó phải zin nữa cơ. Thì đấy mới là người biết chơi ạ. Không phải ai cũng biết, cái này thì em cũng chia sẻ với các bác luôn. Được chưa ạ? Qua những cái video này thì em cũng hay chia sẻ để các bác nắm bắt được phân biệt đâu là hậu zin, đâu là hậu tuốt. Đấy, đây, căng của nó đây các bác nhá. Cặp này rất đẹp luôn ạ. Tầm giá tầm này thì quá là êm. Những thời kỳ cao điểm thì những cái cặp như thế này cũng thể 24 triệu trở lên các bác nhá. 24-25 triệu. Bây giờ thì giá êm hơn rất là nhiều rồi, tương đối rồi. Nên là các bác, là đây là cái thời điểm mà chúng ta mua sắm nó cực kỳ là giá tốt. Các bác mà đợi đến tháng 8, tháng 9 âm lịch trở đi, đến Tết thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có giá này đâu. Em khẳng định là như thế. Bởi vì đây là cái giá tại thời điểm đáy rồi, nó sẽ không còn xuống được nữa, nó chỉ có lên thôi. Nên là tại cái thời điểm này chúng ta mua sắm những cái thiết bị âm thanh này là một cái thời điểm cực kỳ tốt. Ít người mua thì chúng ta mua rất là dễ, còn nếu mà nhiều người mua thì giá bị tăng lên. Đấy, cái thị trường là như thế, bất kỳ một thị trường nó đều như thế cả. Nó giống như vàng hay nó giống như cái gì đó, thị trường mà nó nóng lên thì nhiều người đổ xô đi mua thì nó sẽ đẩy giá. Đấy, thì loa đài âm thanh cũng thế. Thành ra là trong khi đó loa đài âm thanh là những cái sản phẩm không thể sản xuất được nữa, mà đã bỏ sản xuất rồi rất lâu rồi, chỉ có cầu đấy, không có cung. Đấy, nên là khó, nên là cái vấn đề là nó sẽ khó và nó sẽ tăng giá theo cái thời điểm. Nên là cái thời điểm này em cũng khuyên khách hàng là nên mua vào những thời điểm như thế nào, tháng 7, tháng 8, kể cả tháng 7 âm lịch. Nhiều bác cứ kiêng là tháng 7 là không mua, nhưng mà thực ra tháng 7 bọn em bán rất là tốt. Bởi vì có những bác không kiêng vào tháng 7, người ta lại mua vào tháng 7 thì người ta được giá tốt. Đấy, nhiều bác này có tâm niệm là phải kiêng tháng 7 thì tháng 8 mới mua cơ. Thì tại sao tháng 6, bây giờ là cuối tháng 6 rồi, chúng ta là cái thời điểm rất là tốt, chúng ta không mua đi. Chúng đến tháng 7 chúng lại kiêng, đến tháng 8 lại lên giá, tháng 9 trở đi lại lên giá, và cuối năm lại sẽ lên giá. Chắc chắn luôn, năm nay sẽ lên giá chứ không thể xuống được nữa, bởi vì đây là cái thời điểm chặn đáy rồi. À, cảm ơn các bác nhá. Cặp loa này thì em đang bán với giá là 22 triệu các bác nhá. 22 triệu cho cặp 77A này, như thế này. Đấy, 22 triệu đồng ạ. Vâng ạ. Thời kỳ trước là 24 triệu cơ, nó cũng đã xuống một chút rồi. Tiếp theo là đầu tích 6300, máy chạy băng 5, băng 7, băng 10, 2 chiều 4 trạch auto reverse. Thế những dòng máy này em bán nhiều rồi, em giới thiệu rất là nhiều rồi. Và những con máy này thì bao gồm một cặp húp xịn, máy và húp xịn em bán 18 triệu. Các bác nhá, không bao gồm băng và xương băng. Băng các bác có thể tự mua hoặc là bên em có thể cung cấp cho các bác, các tùy các bác, và chương trình các bác có thể tự yêu cầu, bọn em sẽ làm cho các bác.
Băng thì những cái cuốn băng mà băng đây là em đang sử dụng ruột băng 7 các bác nhá. Ruột băng 7 em cuốn vào xương 10 nên các bác thấy là nó sẽ hở rất là nhiều vì băng nó ít. Và nếu mà một cuốn băng 10 mà em làm sẵn có cả xương nhôm này em đang bán là 2,4 triệu một cuốn như thế này các bác nhá. Còn nếu các bác mua một cái xương phụ thêm như này là 600 nữa là tổng là 3 triệu. Đấy, nếu mà chúng ta mới chơi mà chúng ta chưa có xương phụ thì chúng ta mua một cái xương phụ nữa thì chúng ta cộng thêm 600 nữa. Còn nếu chúng ta đã có rồi, chúng ta chỉ mua một cuốn băng 10 thôi, như thế này thôi. Và có ruột và có chương trình em làm sẵn để em bán là 2,4 triệu. Đấy, còn với những cái máy 6,300 như này là cả một cái cặp húp xịn như này và cái máy là em bán 18 triệu. Đấy, và có bảo hành cho các bác đầy đủ đàng hoàng, được chưa? Đấy, những cái máy đẹp, test cân chỉnh ngon lành. Đấy, thu phát hoàn hảo thì em bán là 18 triệu giá tại thời điểm bây giờ các bác nhá. Tiếp theo là 2000X thì các bác biết rồi, đây là dòng âm ni, nó là âm ni đài và nó là hàng xuất cho các thị trường châu Âu nên là nó có thể chơi đa cấu điện 100, 220, 240, 117V hay là 120V á. Thì dòng này thì các bác biết là chất âm thì nó rất là hay rồi, đúng không ạ? Rất là hay rồi. Chất âm mộc chơi được nhiều dòng loa. Đấy, đài radio FM đầy đủ. Đấy, sóng đài rất là đẹp, màu xanh. Rất là đẹp đúng không ạ? Rất là hoài cổ, size của nó là size 46. Thì nó kê với cái đầu cối này nó rất là hợp. Đấy, nó rất là thăng bằng. Nếu mà chúng ta để một cái bộ xe pháo mã gồm 3 món như này, cân như này thì rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp các bác nha. Trưng bày rất là đẹp luôn. Em chưa nói thì vấn đề là nghe hay không thì phụ thuộc vào tai người nghe. Nhưng nếu mà để mà nhìn, để mà bày thì ai nhìn bộ này cũng đều thích. Rất là đẹp. Kể cả những người không biết gì về nhạc, không biết chơi nhạc nhưng nhìn nó đã thích rồi. Nhìn mà đã yêu rồi. Đấy. Còn cái vấn đề nghe hay nghe dở thì cái đấy là do cảm nhận của từng người. Đấy, còn về hình thức thì nó là đẹp rồi, không thể ai chê được những cái bộ như thế này. Đấy, những cái bộ rất là đẹp như này, hoa vắt võng mắt cáo, đầu cối, rồi là âm ni, đài đóm như thế này thì quá là đẹp luôn, mà mê luôn. Đấy, thì nhiều bác là trong tâm trạng là mua về bài là chính, là nghe là phụ. Đấy, thì có nhiều người là như thế, cũng có nhiều người là mua cả nghe cả bài. Đấy, thì tùy theo cái sở thích và tùy theo cái nhu cầu của từng khách hàng. Đấy, âm ni 2000X các bác nhá, đa cầu điện, đánh cầu A, B, A cũng B, chạy 4 xò sắt. Đấy, check bass volume ba lăng, AM FM radio bass tốt. Đấy, em bán chiếc này đang nằm giá đợt này cũng khá là êm các bác nhá. Vỏ là vỏ zin nguyên mộc. Đấy, chiếc này em đang bán với giá là 16 triệu các bác nhá, 16 triệu đồng. Đấy, bác nào quan tâm thì liên hệ với Hoàng Gia Audio. Đấy. Vâng ạ, tất cả các sản phẩm em đều đã báo giá công khai rồi các bác nhá, và cũng quay rất là chi tiết rồi. Bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp về ruột gan âm ly và ruột gan của thằng đầu cối thì các bác có thể kết bạn Zalo, em sẽ gửi ảnh qua Zalo cho các bác để các bác xem. Đấy, được chưa? Còn em chỉ quay được bên ngoài thôi, bởi vì xếp như thế này thì không tháo được. Đấy, thế là các bác cần ảnh thì em sẽ cung cấp ảnh cho các bác phần bên trong, được chưa? Đấy, cảm ơn các bác. Vậy thì chúng ta hình dung là 18 triệu chưa có băng. 18 cộng với 16 là 34 cộng với 22 là mới có 56 các bác, 56 triệu. Thì cộng cả băng nữa thì nó khoảng tầm 60, gần 60 triệu. Đấy. Tức là các bác xác định cứ tổng bỏ ra tầm khoảng 60 triệu là chúng đã sở hữu được một cái bộ như này rồi. Ngày trước thì để sở hữu bộ như này thì các bác phải bỏ ra phải tầm 70 triệu, gần 70 triệu. Tức là chúng ta đã rẻ được khoảng gần 10 triệu rồi. Đấy, cảm ơn các bác. Chúng ta mua vào thời điểm này là rất là tốt. Đấy, chúng ta nên chọn những thời điểm như này là hợp lý nhất các bác nhé. Vì cũng không thể xuống được nữa, mà chỉ có lên thôi. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúng cùng em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo. Và em vẫn ship hàng toàn quốc và có cọc. Cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau của Viên Hoàng Giao Đô. Mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ với số hotline bên em 0975 851.